Dạ, xin kính chào cô chú anh chị khách hàng thân mến. Em Nhân đang có mặt trong showroom của Toyota An Thành Fukushima. Thì ngày hôm nay cũng là đầu tháng 1 tháng 3 thì em Nhân sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình chương trình khuyến mãi trong tháng 3 cũng như là những xe đang có sẵn và giao ngay và đang trưng bày tại Toyota An Thành Fukushima nha cô chú anh chị. Thì đầu tiên em Nhân xin gửi lời chúc đến cô chú anh chị mình trong đầu tháng mới thật là nhiều niềm vui, may mắn, làm gì được nấy và luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình mình nha. Thì thêm một cái thông tin nữa cho cô chú anh chị, thì mặc dù thời gian làm việc của Toyota An Thành Fukushima chỉ là 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tuy nhiên nếu mà cô chú anh chị mình lên xem xe thì mình cũng có thể đến sau 5 giờ ha. Thì hiện tại là đã khoảng 6 giờ rồi, khoảng 6 giờ chiều rồi, thì vẫn hỗ trợ khách hàng, vẫn tiếp khách nha. Nếu mà cô chú anh chị mình liên hệ trước với bên em thì các bạn bán hàng vẫn sẵn sàng ở lại đợi cho cô chú anh chị. Thì nhiều cô chú anh chị mình đi làm về trễ thì sau 5 giờ mới về, thì về ngang đây thì ghé mình coi xe luôn ha cô chú anh chị. Chiếc xe đầu tiên em Nhân muốn giới thiệu cho cô chú anh chị mình nằm ở đây. Đó, thì nếu mà cô chú anh chị nào có quan tâm dòng xe của Toyota, đặc biệt là Fortuner, thì sẽ nhìn ngay ra là xe gì đúng không ạ? Đây là phiên bản Fortuner Legender, này là màu bạc nha. Đó, màu bạc, một màu cũng khá là đẹp. Legender thì nó sẽ có màu trắng nè, màu đen nè, màu bạc nè, màu đồng ánh kim. Thì đây là một chiếc xe màu bạc. Thì để em quay xa xa cho cô chú anh chị mình xem tổng thể em nó như thế nào nha. Đó, cô chú anh chị mình thấy thích không? Thì đây, thông tin ha. Đó, Fortuner Legender. Cái này là bản 2.4 máy dầu số tự động một cầu ha cô chú anh chị. Máy dầu số tự động một cầu. Chiếc này thì giao liền. Em nói rõ luôn là thì VIN xe này là VIN 2022. VIN 2022 hiện nay đang giảm 90-100 triệu ạ, khá là nhiều. Đang bán hết những slow xe 2022 nha cô chú anh chị. Giờ cũng tháng 3 2023 rồi, những chiếc xe này thì được sản xuất vào tầm khoảng tháng 10, tháng 11, 2022. Đây, đó. Nói rất rõ nha, xe nào thì mình nói rõ xe đó. Đây là nội thất của em nó nè. Nói chung chiếc này từ ngoại thất tới nội thất nó sẽ đặc biệt hơn với những chiếc xe bình thường, những chiếc xe Fortuner bình thường á. Chính lo JBL, có cam 360, màn hình thì cũng rất là đẹp ha cô chú anh chị. Thiết kế nội thất thì được tạo điểm nhấn bằng cái sự kết hợp giữa những chỉ đỏ nè, vân đỏ nè, kết hợp với màu đen, nó nổi bật ha cô chú anh chị. Đó, Legender. Thì nếu mà cô chú anh chị nào mua đi gia đình á thì thời điểm này mình mua cũng khá là hợp lý nha. Đó, mua chiếc này để mình sở hữu lâu dài, mình không quan tâm đời xe thì lấy chiếc này. Thì những chiếc xe này mặc dù là sản xuất 2022 nhưng mà vẫn là mới 100% hay cô chú anh chị, mới 100% nha, chứ không phải là xe qua sử dụng. Xe qua sử dụng thì em Nhân có góc ngoài kia nha, mà hiện nay không, cũng không có Fortuner. Có cô chú anh chị nào muốn bán xe thì liên hệ em nha, đặc biệt là mấy dòng Fortuner đang rất là hút khách hàng, đang tìm rất là nhiều ha. Đó, em sẽ quay tổng thể bên hông cho cô chú anh chị mình xem. Legender thì hiện nay em còn màu bạc, màu trắng. Còn nếu mà Fortuner bản thường ở số sàn, số tự động bản thường thì vẫn còn. Đó, cô chú anh chị nào có nhu cầu dòng nào thì nhắn em Nhân nha. Đây, thêm một chiếc cũng đặc biệt nha. Em quay cái này cho cô chú anh chị mình xem nè. Đó, Toyota Altis. Altis này là 1.8 bản hybrid. Thì thật sự mà nói em cũng không hiểu. Em quay để vậy cho cô chú anh chị mình nhìn nè. Cô chú anh chị mình thử cho lý do tại sao xe này bán chậm hả cô chú anh chị. Đó, thật sự mà nói nó chậm nha. Một tháng đại lý em bán tầm 1-2 xe thôi. Nó trong phân khúc sedan hạng C thì có Altis nè, Mazda 3 nè, có Kia K3 nè, có Hyundai Elantra nè, có Honda Civic. Đó, thì cô chú anh chị mình nhìn thử thiết kế nè, cũng như là trang bị xe này coi nó có gì mà thua mấy dòng kia mà bán chậm quá. Thử để lại ý kiến hay cô chú anh chị. Thì chiếc xe này nó có những cái đặc điểm mà nó hơn hẳn so với những chiếc sedan hạng C trong phân khúc hay cô chú anh chị. Đầu tiên là phải nói tới cái này, cái xanh xanh này nè. Đó, xanh xanh này là cái dòng này nè. Đây, đó là chiếc duy nhất trong sedan hạng C được trang bị công nghệ hybrid. Đó, thì cô chú anh chị em biết rồi ha, công nghệ tiết kiệm nhiên liệu. Rồi, thứ hai là nó êm ái nè, thứ ba là nó bảo vệ môi trường. Như Mazda
Kia hay Honda thì sẽ không có được trang bị công nghệ này đâu, chỉ có Toyota thôi nha. Cái thứ hai mà nó ưu điểm hơn những chiếc xe khác đó là thiết kế khung gầm cũng như là hệ thống treo. Thì hệ thống treo của xe này là trước sau đều độc lập hết. Cái khung gầm cũng vậy. Khung gầm thì còn về khung gầm là được thiết kế theo khung gầm mới của Toyota là TNGA, tức là cái khung gầm mà mang lại sự cái tầm nhìn nó rộng nè, cái độ ổn định nè và cái linh hoạt cho cô chú anh chị mình lái xe. Thì nếu mà cô chú anh chị mình để ý là những chiếc xe mà khung gầm TNGA của Toyota thì cái gương chiếu hậu nè nó sẽ đặt ở dưới cửa chứ không phải là góc chữ A trên này đó, thì nó sẽ ổn, nhìn cái góc này nó không bị khuất hay cô chú anh chị, và cái hạt, cái trọng tâm nó sẽ được hạ thấp xuống đó, cái trọng tâm của xe đó, như cô chú anh chị mình đa số những chiếc xe Toyota giờ nó sẽ thấp thấp như vậy nè đó. Đó, trọng tâm hạ thấp xuống thì nó sẽ đầm đi, nó đầm hơn. Thì chiếc này là vẫn là sản xuất 2022 bản anh tiếp xăng điện, thì giá em để đây nha, thì sẽ giảm giá tầm khoảng 230 gì đó. Thì cô chú anh chị nào có nhu cầu liên hệ em báo giá cụ thể cho cô chú anh chị mình. Anh tiếp trắng ngọc trai nha, trắng ngọc trai giao liền. Win 20 nha, Win 22 chứ, còn xe 2023 thì chưa có đâu ha cô chú anh chị. Còn nếu mà anh tiếp còn bản 1.8 V với 1.8 G thì em vẫn có xe 2022 và xe 2023 luôn ha cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị thích xe 2023 thì liên hệ em có chiếc màu trắng tháng này giao 2023, giá là 765, giảm cũng khoảng 20, còn 2022 sẽ giảm nhiều. Còn đây một xe quốc dân ha cô chú anh chị, một thời để nhớ, Toyota Innova màu đồng ánh kim. Đó, em quay xa xa cho cô chú anh chị mình xem. Do là diện tích showroom em nó cũng không thể nào trưng bày hết tất cả các dòng xe Toyota, thì ngày hôm nay có xe gì em quay xe đó cho cô chú anh chị mình xem thôi nha. Đó, Innova này là bản G màu đồng ánh kim hơn cô chú anh chị. Đó, thì giá em này em quay cho cô chú anh chị mình xem. Đó, chi phí lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh nha. Đây, đó. Sẽ còn khuyến mãi nha. G. Để em coi xe này là sản xuất 2022-2023. Thì xe 2023 thì nó cũng y chang vậy nha, Innova chưa ra mẫu mới ha cô chú anh chị, chưa ra mẫu mới. Nó chỉ khác năm sản xuất thôi. Thì cô chú anh chị mình đi coi xe ở đâu cũng vậy. Thì thường những chiếc xe Innova, xe Toyota thì cái năm sản xuất nó để đây nè, nó có cái tem đây nè, cô chú anh chị mở cửa tài ra mình coi. Đó ha. Rồi xe này vẫn là xe 2022 Innova bản G giao liền màu đồng bánh kim. Đây nội thất của em nó nha. Đó, màn hình thì cũng xịn sò, khởi động startup, ghế thì ghế nỉ thôi, chưa ghế da, có đèn trần, đèn nội thất cũng khá là đẹp. Nói về đồ rộng rãi thì này là nhất hai cô chú anh chị. Đó, hộp, trang bị hộp số tự động nha, số tự động 6 cấp, máy 2.0. Thì cái này mình đi gia đình nè, hoặc là đưa rước công ty, đưa rước nhân viên, hoặc là ban lãnh đạo đi, chiếc này cũng ok. Thì chiếc này đa số là bán công ty nhiều, đưa rước hàng cô chú anh chị. Đó, còn chạy dịch vụ thì mấy cô chú anh chị mình ít lấy, đây chủ yếu lấy bản số sàn thôi. Đó, còn đây là phía sau nè cô chú anh chị. 2.0G màu đồng ánh kim giao liền hai cô chú anh chị ơi. Đó. Đó, nhìn một lần nữa ha, em sẽ qua tiếp tục qua những chiếc xe khác để tiếp tục giới thiệu cho cô chú anh chị mình. Ngày hôm nay thì có xe gì em quay xe đó cho cô chú anh chị nha. À, thì thêm một cái thông tin đến cho cô chú anh chị, thì mặc dù thời gian làm việc của Toyota An Thành Fukushima chỉ là 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tuy nhiên nếu mà cô chú anh chị mình lên xem xe thì mình cũng có thể đến sau 5 giờ ha. Thì hiện tại là đã khoảng 6 giờ rồi, khoảng 6 giờ chiều rồi, thì vẫn hỗ trợ khách hàng, vẫn tiếp khách nha. Nếu mà cô chú anh chị mình liên hệ trước với bên em thì các bạn bán hàng vẫn sẵn sàng ở lại đợi cho cô chú anh chị. Thì nhiều cô chú anh chị mình đi làm về trễ thì sau 5 giờ mới về, thì về ngang đây thì ghé mình coi xe luôn ha cô chú anh chị. Đó thì các anh em cũng đang tiếp khách nè, sau 5 giờ thì cũng còn khá là hai bàn, được hai bàn, hy vọng là hai bạn sale sẽ chốt được ngày hôm nay luôn ha cô chú anh chị. Thì tiếp tục là một chiếc Toyota Cross là màu đỏ ha, khá là nổi, nhìn thấy đẹp ha cô chú anh chị. Đó, đẹp chưa, quá đẹp. Rồi chiếc này thì vẫn là năm sản xuất 2022 cô chú anh chị. Và cái này là cái form
phong cũ, không phải phong cũ mà là cái xe bản cũ á, thì bản Cross bây giờ nó sẽ có hai bản, một bản là bản cũ thì nó chưa có cúp điện, còn bản mới nó sẽ có cúp điện, mà nhưng mà vẫn năm sản xuất 2022 đó. Giá em này là 846, giờ cũng giảm 560 gì đó, bây giờ lăn bánh ở tỉnh thì nó tầm khoảng 890 thôi cô chú anh chị, 89 thôi. Đó, chiếc em như thế này đỏ nội thất đen, còn nếu trắng ngọc trai thì thêm 8 triệu. À, thêm 8 triệu. Đây là Toyota Cross, khá là đẹp, nhìn trong showroom nó thấy khác hẳn ha, nhìn nó đẹp đó. Em quay xung quanh cho cô chú anh chị mình xem. Màu đỏ nha, thì em còn bản mẫu cũ mà bản cũ là 846, thì còn màu đỏ, màu đen, màu trắng, màu bạc có hết. Còn bản mới thì giá là 860. Đó, thì lăn bánh thì nó lệch với bản cũ thì nó tầm khoảng 230 gì đó ha cô chú anh chị, 230 triệu. Đây, đó, đẹp không cô chú anh chị, khá là hấp dẫn ha. Rồi tiếp tục sẽ hai xe mà có khuyến mãi khá là nhiều trong tháng 3 này, tháng 2 đã khuyến mãi rồi thì tháng 3 sẽ tiếp tục khuyến mãi, Toyota Veloz và Avanza. Nhưng mà cái Avanza đây, em thông tin cho cô chú anh chị mình chút xíu này để đỡ nhầm lẫn nha. Thì khuyến mãi Avanza và Veloz trong tháng 3 này thì chỉ khuyến mãi hai bản thôi. Đầu tiên là cái bản Avanza mà số tự động hay cô chú anh chị, còn số sàn sẽ không được khuyến mãi đâu. Và cái bản Veloz bản thường, bản CVT mới được khuyến mãi, còn bản top thì sẽ không khuyến mãi. Thì trong cái tháng 3 thì khuyến mãi cái gì thì em quay cái bản này cho cô chú anh chị mình xem nè. Đó, Avanza quà tặng tới 31 triệu nè. Khi sở hữu Avanza Premium, tức là bản mà bản 1.5 CVT hay cô chú anh chị. Còn đối với Veloz cũng vậy luôn. Đó, tặng 31 triệu, tức là tặng bảo hiểm nè, rồi tặng các cái quà tặng của đại lý nữa. Thì tổng chương trình như thế nào, lăn bánh thì cô chú anh chị mình vui lòng liên hệ với em Nhân. Giờ thì em Nhân sẽ không quay được tại vì khách hàng đang xem xe thì không tiện quay cho lắm, thì em Nhân sẽ chuyển hướng cho một khác, nhưng mà em sẽ quay cái tổng thể đây. Đó, thì khuyến mãi hai dòng này là Veloz bản eCVT và Avanza số tự động thôi nha. Còn cái bản số sàn và bản top thì sẽ không khuyến mãi hơn cô chú anh chị. Và thêm một chiếc xe khuyến mãi trong tháng 3 này nhưng mà không có trên showroom, đó chính là cái xe Vios hơn cô chú anh chị. Thì hiện nay nếu mà cô chú anh chị mua là hỗ trợ 50% thuế trước bạ đối với xe Vios. Đó. Mà xe Vios bây giờ hiện nay bên em là còn Vin 2023 thôi, 2022 hết hơn cô chú anh chị. Rồi thì trên showroom thì chỉ có mấy chiếc xe này thôi, em quay cho cô chú anh chị mình xem. Bây giờ cũng khá là trễ rồi, chắc em Nhân xin phép dừng clip ở đây để về còn lo cơm nước nữa. Thì cô chú anh chị nào có nhu cầu dòng xe nào xuất hiện nãy giờ thì cứ liên hệ với hotline em để bên dưới á, cô chú anh chị mình vui lòng gọi đi, em sẽ tư vấn, hoặc là nhắn tin cho em sẽ tư vấn cho cô chú anh chị mình. Còn cô chú anh chị nào muốn đổi xe cũ lấy xe mới thì cũng liên hệ với em, bên em có hỗ trợ dịch vụ đó nha. Rồi, em xin kính chào cô chú anh chị mình, hy vọng là sẽ được nhận được sự ủng hộ cũng như là tình yêu của cô chú anh chị mình nha. Em Nhân xin kính chào.